Nè, copy hành chắc bang nè, cái này. Vậy đi theo đúng rồi đó. Nãy mấy người đó quẹo đây đúng không? Ủa. Sao quán lại vậy? Lên á. Nguyên nó ở trên đầu mà. Ủa, sao đường vô nó không giống kìa. Có nhiều hành chắc bang. À đây nè. À đây nè, đây nè. Ôi. Không biết rồi. Không mua thôi, không mua rồi. 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 Hello mọi người, và bây giờ thì mình đã tới quán cà phê Han Yap Bang. Thì đây là một quán cà phê vô cùng đặc biệt ở Seoul. Thì cái sự đặc biệt của nó không phải bởi hương vị cà phê không, mà nó còn ẩn chứa những cái câu chuyện thú vị về văn hóa Hàn Quốc, cũng như là phong cách thiết kế của quán này nó rất là đặc biệt. Vì vậy đó là lý do mà tại sao quán này nằm trong list những nơi mà mình bắt buộc phải đi khi mà mình đến Hàn Quốc đợt này. Cái sàn rất là quen thuộc nha. Mà khi mà mình đi đến đây á, thì mình còn bất ngờ hơn nữa, vì mình biết nó nằm trong một con hẻm nhỏ, nhưng mà mình không nghĩ là nó nhỏ đến mức như này. Và cũng khá bất ngờ vì nó đúng nghĩa là ẩn mình trong cái khu dân cư hiện đại. Thì bên ngoài, như cái đầu vlog mình có thấy á, là nó là ở bên ngoài là một cái con đường to và hiện đại, nhưng mà chỉ cần quẹo về cái con hẻm nhỏ này thôi là mình như quay ngược lại vào cái thời xưa, vào một cái thế giới nó hoàn toàn khác, cổ kính và yên bình, và cũng đầy tính hoài niệm. Thì trong đầu mình lúc mà bước vào đây á, mình bật lên cái bài hát Hia Hoa Đông của phim Reply 1988, hoặc là những cái bài của Du. Thì vì cái quán này là được làm lại từ nhà thuốc từ triều đại Joseon của Hàn, cho nên là cái nét cổ xưa của nó thì nó vẫn còn đó. Các vật dụng ở đây là được sưu tầm và được giữ lại từ những cái thời chiến tranh hồi xưa, giống như là cái chiếc bàn gỗ là từ thời Tống của Trung Quốc, rồi những cái chiếc đèn được sử dụng trong Thế chiến thứ hai. Cách bài trí ở đây cũng mang đậm phong cách Hàn Quốc xưa luôn, mà mình nghĩ đối với người Việt Nam thì lại thấy rất là quen thuộc, đặc biệt là những ai ở thế hệ 9X và 8X trở về trước, về thời của ông bà cha mẹ đó, thì mình thấy những cái phong cách này quen thuộc lắm. Tại vì những cái hoa văn khảm xà cừ nè, những chiếc tủ gỗ hoặc là gạch bông vuông màu vàng đặc trưng ở các trường học, rồi những chiếc phản hay bàn gỗ dài đều rất là quen thuộc với tụi mình. Còn bên này là một quán bánh tên là
Hyeminddang là nằm đối diện với quán cà phê, và vì cái tên của nó cũng khiến cho mọi người nghĩ là hai quán này làm như một, một bên bán cà phê và một bên bán bánh, thì cùng giữ một cái phong cách đó luôn. Bên bán bánh thì có những cái tủ bánh nè, những cái đồ nội thất bên trong á cũng theo cái phong cách hoài cổ và được giữ lại y chang như cái thời xưa. Và đặc biệt là những cái muỗng, những cái nĩa, dao hoặc là cái mâm nó cũng mang đậm cái phong cách Hàn Quốc xưa luôn. Cookie là... các bạn nhìn là không? What's the special one here? The special coffee bean. Bitter coffee? Yeah. You can choose the coffee bean. I mean the signature drink. Signature drink. Yeah. Yeah, here. Okay. Can I try this? The vicinum. Having here? Yeah. Hôm nay quán ồn quá. Ở dưới chiều bao nhiêu chứ đồ ồn quá. Hay cuối tận hồn vậy. Cái này là chảm xà cừ Hàn Quốc này truyền thống nha. Bên này là... dao cửa cổ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.